Trung Quốc đang phải hứng chịu những cơn thịnh nộ từ thiên nhiên, khiến nền kinh tế vốn đã gặp khó, nay lại càng dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Tình hình thế giới ngày hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt là những nội dung mà Quỳnh Anh sẽ truyền tải tới quý vị ngay sau đây. Liên tiếp hứng chịu cơn thịnh nộ của thiên nhiên, Trung Quốc đang phát ốm. Nhiều địa danh ở Trung Quốc bị lũ lụt tan phá, Bão Khanun gây ra nhiều thương vong và thiệt hại ở Nhật Bản Liên tiếp hứng chịu cơn thịnh nộ của thiên nhiên, Trung Quốc đang phát ốm. Trung Quốc đang phát ốm vì mưa nắng thất thường. Trong những ngày này, Bắc Kinh đang phải hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong 140 năm qua do ảnh hưởng của cơn bão Dosuri. Hậu quả là hàng trăm con đường bị ngập đụt, trong khi các hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều tuyến tàu điện ngầm dừng hoạt động và hàng trăm chuyến bay bị hoãn và hủy. Ở vùng ngoại ô, nhiều ngôi làng bị cắt điện và cô lập bởi dòng nước lũ. Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung Quốc, quốc gia này vẫn còn phải đối mặt với tình hình thời tiết khắc nghiệt hơn trong tháng này, từ bão lũ đến nắng nóng kỷ lục. Tân Hoa Xã cho biết sẽ có ít nhất 3 cơn bão nhiệt đới có thể ảnh hưởng tiêu cực đến Trung Quốc trong tháng này. Các cơn bão sẽ chủ yếu ảnh hưởng đến khu vực phía đông và ven biển phía nam của Trung Quốc. Thời tiết cực đoan đã bao trùm trên khắp Trung Quốc trong năm nay, làm xáo trộn đời sống sinh hoạt của người dân cũng như các hoạt động sản xuất, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Ông Sheng Xia, trưởng bộ phận phân tích nông nghiệp của CITIC Securities, cho biết đối với Trung Quốc, Nino có thể dẫn đến tình trạng khí hậu bất ổn gia tăng ở khu vực sông Dương Tử, gây ngập lụt ở phía Nam, hạn hán ở phía Bắc, cùng mùa hè lạnh giá ở phía Đông Bắc. Sau khi trải qua đợt nắng nóng lịch sử vào mùa hè năm 2022 khiến tình trạng thiếu điện diễn ra trên diện rộng và chuỗi cung ứng bị gián đoạn thì năm nay Trung Quốc lại tiếp tục bị tàn phá bởi những cơn nắng nóng khắc nghiệt. Kể từ tháng 3, nhiệt độ ở nhiều thành phố của Trung Quốc đã chạm mức cao kỷ lục. Một số nơi ở tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên có nhiệt độ lên tới trên 40 độ C. Vào tháng 7, Trung Quốc ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay lên tới 52,2 độ C, nên nhiệt độ cao đã gây ra cái chết của nhiều loài động vật, vật nuôi tại Trung Quốc không khó để bắt gặp những tin tức như hàng trăm con lợn bị chết vì nắng nóng sau khi mất điện đột ngột hay số lượng lớn cá chép bị nấu chín do nhiệt độ nước tăng cao khi trời nắng nóng trên các bản tin của Trung Quốc. Giá thịt thỏ, món ăn đặc trưng của Tứ Xuyên cũng đã tăng mạnh do tình trạng thỏ chết vì nắng nóng khiến nguồn cung trở nên khan hiếm hơn. Một chủ trang trại gà ở thành phố Hợp Phì cho biết khoảng 20% số gà mái của ông không chịu đẻ trứng vì quá nóng. Nắng nóng đến sớm hơn cũng khiến cho cánh đồng ngô tại thành phố Thừa Đức, miền Bắc Trung Quốc trở nên còi cọc và cho năng suất thấp hơn đáng kể so với vụ mùa trước đó. Theo nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, hạn hán có thể giảm tới 8% sản lượng ngô, lúa mì và gạo vào năm 2023. Cũng trong cùng khoảng thời gian đó, nhiều nơi của Trung Quốc lại chịu cảnh ngập lụt do những cơn mưa lớn kéo dài. Các cánh đồng lúa mì tại Hà Nam, một tỉnh miền Trung cung cấp tới 1 phần tư sản lượng lúa mì ở Trung Quốc, đã bị ngập úng hoàn toàn. Chỉ vài ngày trước khi thu hoạch, mưa lớn khiến những loại ngũ cốc như lúa mì bị nảy mầm hoặc mốc, kéo theo sản lượng của vụ mùa năm nay giảm tới 20%. Theo China Media Group, không thể phủ nhận rằng thời tiết khắc nghiệt đang tấn công nông dân Trung Quốc ở mọi phía. Nhiều chuyên gia lo ngại tình trạng thời tiết cực đoan có thể trở thành bình thường mới tại Trung Quốc trong những năm tới. Hay nói cách khác, quốc gia châu Á này phải làm quen với cảnh mưa lũ bất thường, xen lẫn nắng nóng như thiêu như đốt. Với dân số đông thứ hai trên thế giới, trong khi có chưa đến 10% diện tích đất canh tác, không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc coi an ninh lương thực là một trong những mối quan tâm hàng đầu. Nhập khẩu vẫn đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thực phẩm, nhưng nó vẫn có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ đầy thử thách với Mỹ hay cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trước tình hình trên, quốc gia này đã và đang triển khai những phương án gấp rút nhằm đảm bảo cung cấp đủ lương thực thực phẩm cho người dân. Chính quyền Trung Quốc đang khuyến khích đưa hoạt động sản xuất lương thực vào nhà kính, nơi nhiệt độ và độ ẩm có thể được kiểm soát bởi con người. Trung Quốc kỳ vọng sẽ có 40% rau xanh được trồng bên trong nhà kính vào năm 2030, tăng từ mức 30% của hiện tại. Tham vọng nông nghiệp không phụ thuộc vào thiên nhiên của Trung Quốc đã phần nào thành hiện thực khi quốc gia này trồng thành công thanh long và sung trong nhà kính khổng lồ tại sa mạc Gobi. Không chỉ có cây trồng vật nuôi ở Trung Quốc cũng đang được di chuyển vào trong nhà. Tại miền trung của Trung Quốc, lợn được đưa vào các trang trại cao tầng, nơi có thể cung cấp tới 1,2 triệu con lợn mỗi năm. Trong khi đó, những con bò ở tỉnh Hà Bắc lại được tắm định kỳ và ngồi mát dưới những chiếc quạt khổng lồ. Vị trí của mỗi con bò sẽ được định vị và theo dõi bằng máy tính. Nhờ đó, các vòi phun nước sẽ tự động điều chỉnh nhằm tránh lãng phí nước. Các nhà khoa học của Trung Quốc cũng đang nghiên cứu phát triển các giống lúa, lúa mì và các loại cây trồng khác với khả năng chịu hạn, chịu nhiệt tốt hơn. Việc trồng ngô biến đổi gen đã được cho phép ở một số khu vực của Trung Quốc. Ngoài ra, quốc gia châu Á này còn đầu tư phát triển các kỹ thuật tưới tiêu cũng như cải thiện cơ sở hạ tầng nước. Chi tiêu công cho cơ sở hạ tầng nước của Trung Quốc đạt mức 1.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 129 tỷ USD vào năm 2022. Mục tiêu chính của quốc gia này là cải thiện các mao dẫn của hệ thống tưới tiêu, xây dựng một mạng lưới đường ống và bể chứa dày đặc hơn. Những nỗ lực của chính quyền Bắc Kinh trong cuộc chiến với El Nino là đáng ghi nhận nhưng chưa thể mang lại hiệu quả ngay tức thì. Điều này đồng nghĩa với việc Trung Quốc sẽ còn phải chịu nhiều thương tổn gây ra bởi biến đổi khí hậu trong thời gian tới. Nhiều địa danh ở Trung Quốc bị lũ lụt tan phá Trác Châu, tỉnh Hà Bắc thành phố lân cận thủ đô Bắc Kinh với dân số thường trú khoảng 600.000 người đã trở thành khu vực bị lũ lụt tàn phá nặng nề nhất Trung Quốc sau nhiều ngày mưa lớn. Hơn 1.000 đội cứu hộ đã được triển khai tới thành phố Trác Châu ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, nơi này đang bị lũ lụt tàn phá nặng nề. Trong khi tình hình chung đã cải thiện ở các khu vực phía đông của thành phố, nước lũ vẫn chưa rút hết ở các khu vực phía tây của Trác Châu và một số cư dân vẫn đang chờ lực lượng cứu hộ đến các quan chức địa phương cho biết Trác Châu đã hứng lượng mưa trung bình trong 2 ngày lên đến 355,1 mm. Tổng cộng có 133.913 người từ 146 ngôi làng ở Trác Châu đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Nguồn cung cấp nước đã bị cắt trên toàn thành phố và một số khu vực còn bị mất điện. Tổng cộng 125.100 người từ 124 ngôi làng ở Trác Châu đã được sơ tán đến nơi an toàn. Trác Châu đã tổ chức 28 đội cứu hộ khẩn cấp, tổng cộng gồm 8.755 người để hợp tác với các đội cứu hộ chuyên nghiệp, trong đó có đội cứu hộ bầu trời xanh của Trung Quốc. Bão Dosuri đã quét qua khu vực miền Bắc Trung Quốc, gây mưa lớn ở Bắc Kinh và các khu vực lân cận. Những trận mưa xối xả kéo dài nhiều ngày, gây ra lũ lụt tồi tệ, ngập úng đường xá và khiến người dân bị mắc kẹt. Báo chí Trung Quốc đưa tin đã có 21 người chết do lũ lụt. Các cơ quan chức năng ước tính phải mất một tháng để nước lũ rút hết ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Người dân phối hợp với quân đội để sơ tán những người bị mắc kẹt trong nhà. Một đoạn phim lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những chiếc ô tô bị cuốn trôi, nhà và đường xá bị ngập ở nơi hình thành một hố sụt tại tỉnh Hà Bắc. Bão Kanun gây ra nhiều thương vong và thiệt hại ở Nhật Bản. Do di chuyển chậm, bão Kanun tiếp tục tàn phá các tỉnh Okinawa và Kagoshima phía tây nam Nhật Bản với mưa lớn và gió giật. Khiến cho hai người thiệt mạng và 62 người bị thương. Kanun có nghĩa là quả mít trong tiếng Thái, đang di chuyển chậm về phía Tây Bắc biển Hoa Đông với sức gió duy trì 162 km/h và gió giật lên tới 234 km/h. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, đài truyền hình công cộng NHK đưa tin, một người phụ nữ lớn tuổi ở Okinawa đã thiệt mạng khi ngôi nhà của bà bốc cháy do bà thấp đến vì mất điện. Một trường hợp tử vong khác là một người đàn ông ở độ tuổi 90 trong một nhà để xe bị sập. Ít nhất 62 người ở tỉnh Okinawa và Kagoshima đã bị thương. Với đường dây điện bị cắt, khoảng 166.000 hộ gia đình ở Okinawa đã bị mất điện vào sáng thứ năm. Sân bay Naha, nằm ở thủ phủ của Okinawa và là cửa ngõ chính của điểm du lịch nổi tiếng, đã hoạt động trở lại vào thứ năm sau khi ngừng hoạt động trong 2 ngày. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản cho biết 304 chuyến bay đã bị hủy. Cơn bão được dự báo sẽ đột ngột chuyển hướng mạnh về phía đông vào thứ sáu và bắt đầu hướng đến các hòn đảo chính của Nhật Bản. Một tình huống mà các quan chức của GMA cho biết là bất thường. Ông nói, bất chấp nắng nóng kỷ lục ở Nhật Bản, nơi có tháng 7 nóng nhất kể từ khi kỷ lục bắt đầu được lưu giữ vào năm 1898, nhiệt độ nước biển cho đến nay vẫn ở mức bình thường. Đảo Đài Loan Trung Quốc cũng đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Tâm bão đang cách hòn đảo này khoảng 250 km, di chuyển theo hướng tây với tốc độ chậm những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi mong rằng quý vị hãy để lại những bình luận những đánh giá của mình ở bốc bình luận phía dưới video xin cảm ơn quý vị chào tạm biệt và hẹn gặp lại